Thưa quý vị, những chủ đề nói về cuộc sống gia đình giữa vợ và chồng luôn luôn là những chủ đề của muôn thuở. Và ngày hôm nay, tôi gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đã xảy ra trong gia đình giữa hai vợ chồng đầy bất ngờ và cay đắng. Sau đây chi tiết câu chuyện như thế nào? Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Mới yêu nhau 3 tháng, Hùng và Thủy đã tính đến chuyện kết hôn. Lần đầu đưa Thủy về ra mắt, biết Thủy là con nhà giàu có, bố mẹ làm ông này bà kia, bố mẹ Hùng đồng ý cho cưới luôn. Đám cưới của đôi trẻ sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới. Ngày cưới đã đến, Hùng ăn vận bảnh bao đến rước dâu, được bố mẹ vợ trao cả cuốn sổ đỏ ngôi nhà trị giá 7 tỷ đồng, cho Hùng sung sướng lắm, cười tít cả mắt. Ai thấy thế cũng trầm trồ ngưỡng mộ, bảo Hùng có số hưởng, lấy vợ thế mới là lấy, khiến anh nở hết cả mũi ra. Tự hào vì nhà vợ giàu có, cho của hồi môn thì thôi rồi, nên Hùng chăm sóc vợ từng ly từng tí một trong ngày cưới, khiến bố mẹ và vợ tấm tắc khen ngợi. Đám cưới kết thúc, buổi tối Hùng dẫn vợ đi ăn nhà hàng, uống cà phê rồi mới về nhà. Tắm táp xong các kiểu đã gần 12 giờ đêm rồi. Hùng nháy mắt vợ ra hiệu lên giường tân hôn. Thủy cười mà lắc đầu, khiến Hùng nhăn mặt, chơi biện pháp cưỡng chế. Hôm nay vợ là của anh, dù em có đồng ý hay không, anh cũng bắt vợ sản xuất em bé, vợ không trốn được đâu. Vậy thì chồng coi chừng đấy nhé, đêm nay là đêm đầu tiên của hai đứa mình, em sẽ cho chồng biết thế nào là sức mạnh của gái 25 tuổi. Anh thích rồi đó, vợ xuất chiêu đi, xem tài nghệ của em đến đâu. Vợ chồng Hùng cứ thế mà quấn lấy nhau, ân ái cuồng nhiệt. Thế nhưng vừa ấy được chừng 20 phút thì bất chợt Thủy run rẩy bảo Hùng: anh ơi, ma kìa, em sợ quá. Ma vào đây anh chấp hết. Anh không ngờ vợ có chiêu này để khiến chồng tăng thêm hưng phấn đó. Không phải, ma kìa, anh dừng lại đi, nhà mình có ma thật. Nghĩ vợ nói đùa, để đêm tân hôn của vợ chồng có thêm phần hưng phấn, được đà Hùng làm tới hơn, chẳng thèm nhìn trước nhìn sau, ôm chặt lấy vợ sản xuất em bé. Thế nhưng 5 phút sau thì anh ú ớ khi có ai đó bóp cổ mình thật chặt. Vợ ơi, cứu anh với, hình như nhà mình có ma thật, cứu anh với, nó giết anh mất, em sợ lắm. Cầu cứu vợ mà không được việc gì. Thủy đẩy Hùng ra rồi lao tới bật điện sáng choang lên. Phòng sáng, cả Hùng và Thủy đều hết hồn khi thấy bóng ma trắng, đầu tóc rũ rượi têu và hành mình với nãy, không phải là ma mà là người thật. Cô hết sức đẩy kẻ người giả ma đó ra khỏi người mình, ngã xuống đất. Hùng sốc khi nhận ra con ma đó không ai khác chính là Lê, tình cũ của anh. Nổi điên trước sự xuất hiện và hành động điên rồ của Lê, Hùng lao đến bóp cổ Lê mà mắng: cô điên rồi à? Đây không phải chỗ để cô chơi, cút ra khỏi nhà tôi ngay tức thì. Cô ta là ai vậy anh? Thủy run sợ hỏi chồng. Con điên ấy mà vợ, em đừng để tâm, để anh tống cổ nó đi. Con điên à? Đúng, tôi điên thật đấy, vì anh mà tôi điên đấy. Đồ tồi ạ, cô chắc không biết tôi là ai nhỉ. Để tôi nói cho cô biết nhé, tôi là tình cũ của chồng cô. Chúng tôi yêu nhau 5 năm rồi, và anh ta hứa hẹn sẽ kết hôn với tôi. Nhưng từ khi cô xuất hiện, anh ta đã đá tôi với cái bụng bầu chỉ vì cô là con nhà giàu. Ba cô có thể cho anh ta sự nghiệp và tiền bạc. Nói cho cô hay, anh ta chỉ yêu tiền của ba cô thôi, chứ không hề yêu cô đâu. Rồi cô sẽ bị vứt bỏ phản bội mà thôi. Lê nói với Thủy. Là sao? Cô là bạn gái của chồng tôi,
cô đang mang bầu con của anh ấy ư? Anh ấy yêu tôi. Cô nói dối. Nói dối. Một người con gái bị anh ta lấy đi tất cả từ tình yêu, danh dự, tiền bạc, còn gì để mà mất mà phải nói dối chứ. Đêm nay tôi liều đến đây để vạch mặt kẻ sở khanh này ra. Cô không tin đúng không? Vậy nghe đoạn ghi âm này đi. Lê mở đoạn ghi âm Hùng nói chuyện với thằng bạn. Tao bỏ con Lê để lấy con Thủy đấy. Tao không yêu con Thủy, nhưng bố cô ta giàu có. Tao sẽ lợi dụng Thủy để moi tiền nhà bố mẹ cô ta. Rồi khi thừa kế cái ghế giám đốc, tài sản của bố Thủy tao sẽ đã ngay tức thì. Vài bữa nữa cưới con Thủy về rồi, mày xem có mối chân dài nào ngon ngon giới thiệu tao đi, đổi gió một tí. Vậy là đủ rồi chứ? Lê nói. Thủy không phải như thế đâu. Cô ta vu khống anh đấy. Em phải tin anh. Anh im đi, đổ lừa đảo. Giọng nói của anh vậy mà anh còn chối tội ư? Giờ thì tôi mới hiểu vì sao mới yêu được 2 tháng anh đã đòi cưới tôi vội như vậy. Tình yêu với anh chỉ là tiền và danh lợi mà thôi. Đứa con của anh còn vứt bỏ nữa là tôi. Ly hôn và anh cũng đừng hỏng lấy được một xu từ gia đình nhà tôi. Thúy đừng. Hà hê khi đã trả đũa lại được tình cũ, Lê bỏ về trong tâm thế của một kẻ chiến thắng. Sáng hôm sau, cô nghe tin Hùng bị đuổi ra khỏi nhà và tịch thu lại tất cả tài sản nhà vợ đã cho mà lòng hả hê vô cùng. Ra nông nỗi này cũng là do Hùng hết thôi. Nếu anh không tham lam, tệ bạc thì đâu phải trả cái giá đắt, mang tiếng nhục cả đời như thế này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện tình cảm đầy cay đắng mà người phụ nữ này đã chia sẻ lại. Tôi cũng mong rằng quý vị đưa ra những lời bình luận chia sẻ. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tôi luôn cập nhật những câu chuyện hay đầy ý nghĩa trong gia đình cũng như là ngoài xã hội để kịp thời gửi tới phục vụ quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Lắng nghe cũng như hiểu biết thêm những câu chuyện như thế này và thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc. Và tôi cũng vô cùng cảm ơn quý vị rất là nhiều trong thời gian dài vừa qua, lúc nào cũng luôn đồng hành, ủng hộ, đóng góp ý kiến cho tôi. Tôi cố gắng tiếp thu mọi ý kiến của các bạn, mỗi ngày ra những video càng chất lượng hơn nữa. Đến đây tôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.